Ấn tượng của em về cô gái cũng nhỏ nhỏ xinh xinh mà giọng thì chát lắm, mà được cái da trắng với lại dễ thương nên em cũng thích. Thì quen nhau được cỡ 4 năm mấy thì bác sĩ bỏ cưới. Tới lúc đó thì bạn này mới kêu là thôi để tối ra nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ mà không chịu chắc anh dắt hai mẹ con đi trốn luôn á. Chứ không có để hai mẹ con trong tình trạng này được. Còn qua nói chuyện liền đi, chứ cái việc này gấp lắm. Tại vì đúng một tuần lễ nữa là ba mẹ vợ đi định cư sang Mỹ. Cái này là không phải là nhõng nhẽo mà là ghen với con. Tại giờ em có con gái về thì cứ bay vô là rửa mặt xong cái là nựng nó, hung nó đồ này nọ. Thế là có người cứ nói chỏng chỏng. Đã sinh ra, đã chăm cực khổ rồi mà không ai quan tâm ngó ngàng gì tới. Dạ, em tên là Nguyễn Đặng Hoàng Tuấn, năm nay em 24 tuổi. Em là nhân viên thiết kế, có kinh doanh nhỏ thêm quán nước. Thế còn em? Dạ, em tên là Đỗ Gia Linh, năm nay 24 tuổi, hiện đang ở nhà chăm em bé. Tuấn với Linh đó, là hai em là quen nhau chắc là từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Đầu đại học thì em bị thất tình. Bạn của em có rủ là đi chơi với bạn cấp 3 của tao không? Thì em mới nói là kệ, giờ mình cũng đang buồn mà đang thất tình mà, đi chơi cho vui. Thì cái đó là lần đầu tiên em được gặp vợ của em. Ấn tượng của em về cô gái? Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh mà giọng thì chát lắm, mà được cái da trắng với lại dễ thương nên em cũng thích thích. Rồi em làm như thế nào để mà tiếp cận được với bạn này? Em cũng thích rồi thì nên qua hôm sau em có nhắn tin qua Facebook cho vợ của em, cho Tuấn làm quen với Linh được không? Thì vợ em cũng đồng ý. Mà lúc đó thì Linh đã có bạn trai chưa? Có hai bạn. Lớp 12 mà hai bạn luôn hả? Mình đang được quen tìm hiểu ai hợp tính với mình thì mình mới tiếp được chứ. Trời ơi, mình là con gái mà tao có quyền tìm hiểu. Chuyện mình ưng hay không mới là chuyện khác nữa. Phải không? Mãi lúc sau này em mới biết quen hai ba người một lúc em tổn thương quá. Rồi bây giờ kể cho anh nghe đi, cái chuyện tình của các bạn như thế nào? Tụi em lúc mà quen nhau thì đi chơi nhau nhiều. Thì quen nhau được cỡ 4 năm mấy thì bác sĩ bỏ cưới. Sợ không? Lúc em sợ, em vui hay là? Dạ sợ, hoang mang. Vậy hả? Còn bạn Tuấn thì sao? Em đứng không nổi. Đứng không nổi gì vui hay gì sợ? Đúng rồi, dạ. Đó. Kiểu như là lúc đó hoảng của mình chưa có chuẩn bị tinh thần á chị. Dạ, lúc đó là chỉ có buổi sáng chuẩn bị đi làm thôi. Cái giờ em nhắn tin qua là coi như là em đứng không nổi. Lúc đó là tuần hơn nữa ba mẹ em đi Mỹ. Mà ba mẹ mà biết cái này là chắc chết. Chắc với ba mẹ ơi, cũng không biết là em bé được bao nhiêu tháng. Cái hồi cứ đi khám ở bác sĩ gần nhà trước. Lúc em khám vừa ra hỏi sao. Cái em ra 4 vậy nè, cái kêu 4 tuần hả? Dạ không, 4 tháng. Tới lúc đó thì bạn này mới kêu là thôi để tối ra nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ mà không chịu chắc anh dắt hai mẹ con đi trốn luôn á. Chứ không có để hai mẹ con trong tình trạng này được. Nhỏ nhưng mà xử sự rất là đàn ông. Rồi sau đó thì sao? Ba mẹ của em cũng trách rồi nhưng mà cũng mừng, tại vì ba mẹ của em cũng lớn tuổi rồi, cũng mong có cháu. Nên ba mẹ của em nói là bây giờ con phải qua bển nói chuyện với gia đình bên kia trước rồi ba mẹ mới qua thưa chuyện được. Đó. Có qua không? Em qua bên kia thì hẹn ba mẹ của em ra ngoài quán cà phê ở gần nhà, thì nói là ba mẹ ơi tụi con lỡ có thai với nhau rồi. Có thai với nhau rồi. Dạ thì lúc đó ba mẹ vợ của em mới nói là thôi bây giờ điện thoại cho ba mẹ của con qua nói chuyện liền đi, chứ cái việc này gấp lắm. Tại vì đúng một tuần lễ nữa là ba mẹ vợ đi định cư sang Mỹ. Đó thì ba mẹ của em qua để bàn chuyện là coi như là đám cưới làm rớp rẽn trong vòng đúng một tuần lễ. Bây giờ chị hỏi tỷ dụ ba mẹ không chấp nhận thì lúc đó tụi em sẽ tính cái đường nào? Dạ thì chắc tụi em tính là cứ nuôi cho em bé lớn ra đã rồi tính tiếp. Lúc đó thu nhập nhiều, dạ. Có đi làm chưa? Dạ lúc đó là em đã đi làm rồi. Thực ra biết sao mà hỏi kỹ như vậy á, để mà có một cái sự chia sẻ với những khán giả xem đài. Dạ. Nhất là những cái cặp vợ chồng mà rơi vào trường hợp như các bạn. Tôi đặt giả thuyết ngược lại là cha mẹ không đồng ý thì chắc chắn là sẽ đi đến những bi kịch. Ví dụ không đủ sức nuôi em bé, rồi con đẻ ra ốm đau bệnh tật rồi. Ví dụ quẩn lên đi phá thì khủng khiếp hơn nữa. Đúng vậy. Bởi vì á, qua cái câu chuyện này thì muốn chia sẻ với các bạn đang yêu nhau, các bạn phải có kiến thức về tình dục để các bạn có thể tránh được những cái trường hợp rủi ro, đúng không? Dạ. Để khi nào mình đủ sức mà mình có thể nuôi bản thân mình và nuôi gia đình nhỏ thì lúc đó mình hãy nghĩ đến chuyện có con. Đủ sức và cái nguồn kinh tế ổn định. Dạ. Đó. Tuy nhiên thì với gia đình các bạn bên đây thì lại rất là vui, là vì bố mẹ cả hai bên đều đồng ý, đều chấp nhận và bản thân các bạn kinh tế cũng vững vàng. Bây giờ các bạn đã ở chung nhà với nhau là năm mấy đúng không? Dạ đúng rồi, một năm mấy. Vậy thì một bà mẹ trẻ như thế này, một ông bố cũng trẻ như vậy. Anh đang muốn hỏi là
cái cách mà các em chăm sóc em bé như nào? Lúc mà mới sanh em bé thì tháng đầu tiên là hai vợ chồng của em thật sự bị stress. Tại vì ba mẹ của em cũng lớn tuổi rồi nên cũng không có chăm phụ gì được nhiều. Thì tụi em là tự thân vận động hết. Ví dụ stress là stress như nào? Dạ em bị stress là không biết chăm em bé như thế nào. Mình chăm mình chưa xong nữa mà chăm em bé mà nó nhỏ xíu vậy nè. Rồi khoảng trong một ngày nó bú bao nhiêu cữ, rồi bú làm sao, rồi hút sữa như thế nào, rồi mỗi lần mà bị tắc sữa là như sao. Rồi tới khi nó lớn, tới khi nó ăn dặm là phải cho một ngày nó ăn cữ đầu tiên rồi ăn như thế nào. Thay tã cũng phải học, coi như là phải học mỗi ngày luôn á. Tháng đầu tiên là nó cứ khóc, em căng thẳng mà ngủ không có đủ, mà mới sinh xong mà em sinh mổ nữa. Cái bị mệt, cái anh này già mặt ảnh hay làm lì lì nữa. Cái cần nhau chủ yếu là vụ chăm con, cái là dọn phòng. Vậy hả? Dạ. Rồi cái lên giọng nhiều không? Dạ. Lên giọng mỗi ngày luôn. Lên giọng, cho nên là bên đây cũng bị trầm cảm vì cái giọng đó đúng không? Ủa stress luôn đúng không? Dạ. Nói chung là em đi làm về cái em cũng phải chạy tàn tàn ở ngoài đường mấy vòng rồi em mới về nhà. Rồi để đất bất sợ hãi đúng không? Mỗi lần mà thấy chăm con cực vậy chứ ước có bà ngoại kế bên thôi. Ai cũng vậy. Nhưng bà nội thì lớn rồi, bà nội không có phụ được nhiều. Dạ, đúng với không? Với lại do em mới về cái bị lên lần hai chức cái em bị hoang mang. Lần hai chức phải khen hai bạn này, cái gì tụi em vừa qua cũng rất là nhanh, thích nghi quá tốt, cho nên chắc là hai vợ chồng không có tật xấu đâu. Ai cũng có điểm mà chắc không có tật xấu đúng không? Tại vì tụi nó quá hoàn hảo rồi. Không, đúng không hai đứa? Mình ưu tiên cho Tuấn trước đi, chắc bé Linh là không có tật xấu đúng không? Dạ thì về cái khoản mà chăm con á là vợ của em giỏi thật, vợ của em biết tìm hiểu rồi này nọ, nhưng mà những cái khoản khác thì cũng có tật xấu nhiều lắm anh. Đó. Giống như là nhõng nhẽo nè, giống như là em đi làm về lâu lâu á thì em thấy bữa nay thôi mua gì về cho vợ ăn. Thì mua về vậy là quá tuyệt vời, còn gì nữa. Thì mua về xong cái mình lên trên phòng mình thay đồ, mình đưa rồi ăn xong cái thay đồ ra hết luôn rồi. Cái mới nói ước gì giờ có thêm ly trà sữa nữa thì sướng hơn. Vậy là phải mặc đồ vô lại đi mua tiếp. Nói cho rồi đi ông. Dạ. Có nghĩa là thay vì anh ơi anh đi mua mà em đi trà sữa thì nó không có nói kiểu đó. Mà ước gì đúng không? Ước gì không ạ? Rồi còn cái nhõng nhẽo gì mà nó đáng yêu như vậy nữa không? Cái này là không phải là nhõng nhẽo mà là ghen với con. Tại giờ em có con gái về thì cứ bay vô là rửa mặt xong cái là nựng nó, hung nó đồ này nọ. Thế là có người cứ nói chỏng chỏng, đã sinh ra đã chăm cực khổ rồi mà không ai quan tâm ngó ngàng gì tới. Trời ơi. Em trời gì, em phải coi lại em. Hê luôn. Em cũng rơi vào cái trường hợp như vậy đó. Nhiều khi vợ em nó tế nhị nó không nói thôi. Thôi có đâu. Nó khóc với chị hoài. Hoài. Em hay chọc á là con gái là người tình kiếp trước của ba, cái cơ đã mang thai rồi sinh ra cho người tình kiếp trước rồi cái phải chăm nó rồi thay tã cho nó đủ trò tắm rửa rồi về cái cũng kính nựng nó không, mà còn vợ quăng nằm chiều queo một đống. Chưa đâu. Cái này là nhõng nhẽo dễ thương mà có cái nào mà nhõng nhẽo làm cho em bực bội á? Rồi em có một cái quy định ngầm á là lúc quen á phải suy nghĩ kỹ trước rồi mới nói lời chia tay. Còn lúc mà cưới nhau về rồi cái gì cũng phải nghĩ chuyện kỹ rồi hãy tính tới đường xa. Cái gì giận quá thì im lặng, qua hôm sau mình nói chuyện. Hay, nó hay á. Bây giờ tới cái thật xấu của Tuấn, có không Linh? Dạ nhiều, mê gái thì nãy nói rồi. Mê gái? Mê nhỏ, gái, gái nhỏ đấy. À mê gái nhỏ, hết rồi, tụi gái ngoài đường mà. Rồi mê phim, mê game, rồi lì với nhây nữa. Mê game, có nghĩa là ở nhà là bỏ cho em chăm con rồi ngồi. Dạ về cái là hay lấy lý do là anh đi làm cả ngày mệt, về cho anh chơi game thoải mái giải trí một tí. Mà cầm chơi rồi cái tối ngủ luôn, tới lúc mà chăm nó ca khuya để em nghỉ xíu rồi cũng chơi. Còn mê phim thì thôi, trời ơi, một phim chắc coi cả ngàn lần cũng phim gì như lần đầu. Dạ phim hoạt hình với phim Mỹ. Cứ bật tivi lên đi ngang qua tivi cái là đơ. Mà vợ kêu cái gì cũng không nghe. Tội nghiệp bé còn con nít. Bé mê hoạt hình á. Lúc quen á, dắt em đi coi một phim hoạt hình của công chúa tóc dài chắc cũng 5 lần, 4, 5 lần. Công chúa tóc dài. Rồi khi mình đi vô rạp có hay bị người ta kiểm tra này nọ không? Dạ bị quá mỗi lần đi coi phim Mỹ này nọ là bị hỏi chứng minh nhân dân à. Vậy hả? Không có tin là đủ tuổi phải không? Dạ. Tại những phim nào mà giống như 16 á, 16 cộng 18 cộng rồi này nọ là cứ tụi em cứ phải bị hỏi giấy chứng minh nhân dân. Rồi bây giờ Tuấn muốn Linh thay đổi điều gì? Thì em chỉ muốn là vợ của em có nhiều sức khỏe để chăm con tốt hơn thôi. Bờ vai vững chắc để mà cho gia đình vững chắc thôi là được rồi. Em... hậu phương. Dạ, làm hậu phương. Dạ đúng rồi. Kỳ vậy mà muốn thay đổi là thay đổi cái bản tính. Còn cái này đó là cái điều mà tình cảm sẽ chia với nhau thôi. Dạ. Mong muốn thay đổi bây giờ. Em nói là cô này cũng có tính xấu vậy đó, mong muốn thay đổi nè. Dạ, bớt nhõng nhẽo lại xíu là được rồi. Rồi, Linh. Dạ, bớt là mà lại xíu.
với lại bớt mê phim lại tí, ít nhất là lúc mà coi phim thì vợ kêu cũng phải nghe chứ không phải là cứ dán mắt vô tivi. Ờ vậy đó. Trời ơi, em có thấy không, tức là hai bạn này á, mặc dù còn nhỏ đã có con đã có gia đình rồi, nhưng mà cái cảm nhận của chị đây là một cái cặp vợ chồng mà điển hình của cái sự hiện đại á. Tại vì các bạn tiếp cận rất là nhanh, các bạn cũng có cái đầu óc về kinh doanh, về làm việc, mình nói chung đây là một cái cặp gia đình mà điển hình của những bạn đó. Những bạn trẻ lập gia đình sớm á, thì rất là mừng và rất là mong muốn là các bạn sẽ hạnh phúc như thế này mãi, và con của các bạn sẽ được hưởng những cái gì mà tốt đẹp nhất các bạn đem đến cho con. Hôm nay con mang con đi không? Dạ, có hả? Khi chương trình phát ra đây đây, cho bé lên đi. Mời để cho ông bà ngoại thấy chứ. Đưa đây để tôi bồng cho. Ôi dễ thương quá. Nào, em bé đang giấu mặt và bây giờ em bé sẽ xuất hiện. Rồi em có muốn nói điều gì với đúng rồi ông bà ngoại không? Hai vợ chồng á, nhắn nhủ gì với ông bà ngoại đi. Đây em nhìn qua. Dạ mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã bao dung bỏ qua cho con vì con làm nên lỗi lầm to lớn như vậy. Cảm ơn mẹ rất nhiều, con thương mẹ. Tấn. Dạ con cũng mong là ba mẹ tranh thủ Tết này về chơi Tết với gia đình tụi con. Dạ. Cảm ơn tụi em nha. Em tên là Ngọc Điệp, hiện tại em làm bên siêu thị. Mời em. Em là Thanh Trang, em 27 tuổi, em làm kế toán. À, Thanh Trang, Ngọc Điệp, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? 3 năm về trước, em và anh là làm chung với nhau trong siêu thị á. Mà em thì vào làm trước nên em được phân công là chỉ lại công việc cho anh. Thì lúc em nhìn thấy anh là mặc đồng phục quần xanh áo trắng nhìn trẻ lắm nên em cứ tưởng là ít tuổi hơn em. Em xưng em là chị còn xưng chồng em. Dạ, anh cũng không nói gì hết mà mặc cứ lâm lâm li li vậy đó, nhưng mà xưng tên thôi chứ không có xưng em. Khoảng 1 tháng sau thì có chị làm chung với em mà nói là Điệp nó lớn hơn em 2 tuổi đó, mà sao thấy cái xưng bằng chị hoài à. Xong từ đó là em gặp là em đổi cách xưng hô, em không có xưng mình là chị nữa. Hồi đó là em cũng mới chia tay người yêu cũ. Vào cái quay dịch vụ thì em cũng kể về bạn em là em cũng đáng buồn á, vì anh ấy đi ngã rồi. Khi đó thì anh trong em đứng một bên mới nghe lén. Tán ca thì anh mới gặp em, anh hỏi là ủa sao em mới chia tay người yêu cũ hả? Xong rồi nãy, ủa sao anh biết được? Xong rồi nãy, lúc này anh đang đứng trong em, anh nghe em nói chuyện. Xong em nghĩ trong lòng em bảo trời ơi, cái anh này sao mà ba tạm dư á. Đừng nghe lẽ chuyện với khác anh. Vô tình thôi, giống nghe như loại sát bên vậy nè. Cái cho mình nghe, là rồi. Mình cũng hơi có đẩy bạn này chút. Thì tại vì lúc đó em cũng mới chia tay người yêu, thì gặp một đối tượng mới chia tay thôi. Cho nên là mình phải chung tay nè, đúng rồi. Rồi sau đó khoảng tịch tay á, thì anh này mới đăng một cái dòng status ở trên Facebook á, là cần một người ngồi chung xe để đi coi bắn pháo hoa. Em nói là vậy qua chờ em đi. Anh cũng trả lời. Xong tự nhiên tối lại anh qua kêu là đi xem bắn pháo hoa với anh. Sau khi coi bắn pháo hoa đó thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? 3 tháng sau thì anh rủ em là đi uống cà phê chòi. Trời ơi, cà phê chòi, mới nghe hiểu không? Cà phê chòi đó. Lý do sao mà rủ người ta đi cà phê chòi? Bữa đó hai đứa chạy vòng quán, thì vô quán hết chỗ rồi thì cờ tấp vô cái quán bình thường thôi. Nên hai đứa cũng ngồi uống cà phê xong rồi về. Xạo. Xạo luôn hết tin không à? Có tin không? Tức là đi vô đó là em cũng có ý định là không vô rồi, tại em thấy là mấy cái quán cà phê mà đen sáng sủa sao không vô, mà đi vô mấy cái chỗ người tắm quá. Xong em cũng sợ. Em nói đi trời, biết sao tự nhiên đi vô đây à. Xong anh tự nhiên anh hôn em. Hôn bất ngờ luôn, không chủ động được luôn á. Xong em tức quá, xong em nói thôi đi về. Xong em nhắn tin em nói là thôi mình đừng có hẹn hò nữa. Anh hôn em, anh không xin em vậy hả? Bữa sau em không đi chơi. Người ta là phải là trao yến rồi, cướp yến. Cướp yến luôn. Rồi. Rồi sau đó ngay nào anh cũng nhắn tin rồi. Đến chờ em đi làm, rồi chờ đi ăn á. Xong em cũng mua dần cái đó luôn. Xong đến 6 tháng sau là anh đi mua áo quần tặng cho em. Xong anh kêu là tại mua áo quần này không có thử được nên phải vô khách sạn để thử. Trời ơi. Ủa mua cái gì mà phải vô khách sạn nữa? Dạ mua đồ ngủ về mua. Trời ơi. Ủa dạ, mua đồ ngủ gì nữa? Rồi dạ, còn mua gì nữa? Đồ lót á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa cái chỗ mà em mua đồ ngủ, mua đồ lót á, cái chỗ đó bộ không có chỗ thử hay sao? Dạ họ đê cái bảng là không cho thử. Rồi sao có chịu không? Rồi cuối cùng có vô thử không? Hai đứa cũng vô xong rồi thì vợ em cũng thử. Em cũng thử. Dạ. Rồi sao nữa? Không thì vô chồng thì giống như là hai vợ chồng thử, vợ em thử để em xem coi đẹp không. Thì em làm gì lúc em ngồi em coi hả hay sao?
coi, anh coi xong là anh nói là em mặc đẹp lắm, để đó anh lấy điện thoại anh chụp hình lại để lưu lại cái kỷ niệm đẹp này. Trời ơi. Em có cho anh chụp không? Dạ có, tại em thấy đẹp. Trời ơi. Sau anh mới đòi em cái đó, xong em nói không, cái này phải cưới nhau mới được, chứ chưa cho làm trước đâu. Rồi anh có giận không? Không chị, thì giống như là lúc đó mình giống như là hai đứa cũng quen nhau lâu rồi, thì em cũng nghĩ đến chuyện đám cưới chứ không phải là vui chơi qua đường gì hết á. Tốn sao tiền cả. Mua đồ quá mà. Thì sớm muộn gì mình cũng cưới, cô ấy giữ gìn thì cũng tốt thôi, không có gì. Ủa, giữ gìn tốt. Rồi còn chuyện gì nữa? Rồi xong rồi đi về luôn đó. Dạ, xong là đi về. 8 tháng sau là cưới. Cưới thì lúc đầu mẹ em cũng không đồng ý đâu, tại mẹ em nói là đi lấy chồng xa quá đi. Sau đi gặp khó khăn. Về lại là anh nói anh cũng cần nữa, về già là sợ không thấy đường á, nên mẹ em lúc đầu không đồng ý. Sau em thuyết phục, về lại gia đình anh cũng về quê xa rồi, nên nói thôi nếu duyên số vậy thôi cũng cho cưới luôn. Mà chị hỏi nè. Dạ. Bà xã là coi như là yêu em là người đầu tiên hả? Không, chưa không có người yêu nào trước khi gặp không, em không chị này. Không, hình như còn mấy người nữa nhưng mà không kể cho em biết. Sao em biết? Tại vì sau khi cưới thì thấy có nhiều tin nhắn lung tung. Em kiểm tra điện thoại hả? Dạ, thì có lúc mà bốc lên thì vô tình thấy nhắn tin. Em bực không? Thì có. Có ghen không? Có chứ chị. Ghen làm gì? Quá đứt luôn, từ đó khỏi nhắn nữa. Vậy lúc chặn số xong rồi tự nhiên thấy mở lại. Vậy mà có nhắn những cái tin gì gọi là em thấy em khó chịu không? Có ngại em bật mí không? Tại lúc đầu yêu thì em chưa biết anh là có người yêu cũ mà quen nhau 4 năm trời đâu. Sau khi cưới thì em mới biết chị ấy hay nhắn tin cho anh. Nhắn tin mà mùi mẫn lắm. Sau khi anh thấy em phát hiện ra là anh không có lưu tên nữa. Anh lưu chữ MU. Xong em hỏi MU là ai mà cứ hay nhắn tin. Xong anh kêu MU là giải bóng đá ngoài hàng anh á. Sau lại anh đổi chữ MU luôn. Anh lưu thành chữ O thôi. Xong em cũng phát hiện nhắn tin nữa, xong anh xóa luôn. Khi mà anh xóa đó thì em đã nhớ được cái số điện thoại của chị đó rồi. Rồi chị ấy thì nhắn tin nhiều lắm, nói là chị có MU mới chăm sóc được AT thôi. Tức chị ấy là chị xưng MU, còn trong của em là AT. Xong sau là em mới hỏi là MU là gì mà AT là gì. Anh cũng không nói, anh giấu. Xong em cũng khóc lóc rồi em hỏi. Xong anh nói là chuyện này cũng quá rồi thì anh nói vậy thôi chứ cũng đừng buồn. Thì anh nói MU là mịt ướt, còn AT là anh thọ, là nick giữa anh và người yêu cũ đặt cho nhau ạ. Còn em là cái người yêu cũ của em là tụi em yêu nhau bao nhiêu lâu? Dạ em còn yêu nhau 4 năm. Hai chúng em sắp cưới nhau thì anh ấy biết tin nên bay về mà gặp em. Thì thường thường là buổi tối là chồng em anh hay ghé phòng em. Thì hôm đó anh người yêu cũ em đến, khi đó em mà nhắn tin cho chồng thôi anh đừng có đến nữa. Rồi em sau khi nhận được cái tin đó thông thường á thì buổi tối linh cảm làm về thì thông thường là em hay ghé phòng của vợ em để chơi. Sao tự nhiên bữa đó bà nhắn mình nói thôi anh về đi gì hơi nghi nghi. Em làm xong em vừa chạy đến cổng thì thấy anh này chị này đứng nói chuyện, mình nhảy xuống nắm chị này kéo ra hỏi là bây giờ quyết định sao. Chị này cũng sợ hai người đánh nhau sao, kéo em ra chỗ khác nói chuyện. Xong rồi khuya thì em có về, không biết hai người đã có gặp nhau nữa hay không thì em không biết. Ủa tức là lúc em về rồi mà cái anh kia chưa về luôn? Không, anh kia thì anh đi đâu á. Có quay lại không? Dạ anh có quay lại. Xong trong em vô làm như vậy xong em cũng sợ nên em là thôi đi về đi, đừng có gặp em nữa tại bây giờ mình cũng hết rồi á. Bây giờ anh hỏi đốt giai đoạn chút xíu. Sau khi cưới nhau về thì anh có còn liên lạc với cô này không? Có, sau khi cưới về thì em vẫn thấy tin nhắn, rồi lâu lâu vẫn ở nhà gọi điện. Có nghĩa là sau khi mà các bạn cưới nhau về thì cái bạn gái của bạn này cũng vẫn liên lạc với bạn này. Dạ. Và bạn trai cũ của bạn này cũng vẫn liên lạc với bạn này. Thì làm sao cuối cùng tụi em có bị xung đột về cái chuyện đó không? Dạ, có một lần là Tết hơn năm ngoái thì em về quê để ăn Tết cùng ba mẹ, còn anh thì việc có việc bận nên anh ở lại. Thì về quê thì người yêu cũ em nhắn tin ở trên Zalo á. Tại vì trong em trước khi về là có đăng nhập mật khẩu của Zalo trên máy tính rồi để biết. Thì về xong đăng nhập lên thấy em hai người nhắn tin với nhau. Thì anh tự nhiên anh nhảy vô anh nhắn tin. Thấy nhắn mùi mặn quá thì em nhảy vô em nhắn thêm càng mùi mặn thêm. Em biết là trong em nhắn tin rồi nên em tắt nít luôn. Xong anh mới gọi 3-4 cuộc luôn em không có bắt máy. Xong anh mới gọi cho em gái của em hỏi em là ai nhắn tin. Xong em mới nhảy mắt về em gái là em nói là em nhắn tin đó, đừng có nói chị nhắn tin nha. Xong anh mới điền cho em gái nói nếu như mà anh chị mà xảy ra chuyện gì á em là người có lỗi đó nha. Xong em gái cũng sợ. Khi đó anh chụp lại cái tin nhắn em về người yêu cũ nhắn tin á, xong mà đưa cho em gái coi. Xong là em gái cũng trách em. Xong rồi anh cũng điền cho mẹ em. Mét với mẹ sao?
Thì em nói là cho về quê chơi, mà chơi thì lại chat với người yêu cũ hay là nói chuyện với người yêu cũ. Mẹ nói là thì ở đây mẹ cũng không biết nữa, để mẹ la lại. Mẹ có la không? Dạ thì mẹ cũng nói, xong anh đặt vé máy bay cho vô Sài Gòn luôn, không có ở lại nữa. Xong anh viết một cái tờ đơn ly dị anh bỏ ở trên bàn á, xong anh đi làm. Tức quá em cũng kỹ luôn. Xong anh về, xong anh thấy kỹ rồi. Xong anh tức quá, anh thấy cái tủ chén nó hơi mở ra, xong anh đá một cái, xong là tự nhiên cái kiện nó vỡ, xong anh bị thương ở chân á. Xong anh kêu quá trời luôn. Xong em tưởng là anh kêu ra để nói chuyện á, em không có ra. Em nằm trong phòng vậy, xong em nhìn ra, anh vừa khóc vừa kêu, xong em thấy mẫu mẹ vậy đó. Xong em sờ quá, em chạy ra. Em kêu em gái của anh á, chờ anh đi may. Xong về là em làm ô xin một tháng luôn. Rồi một tháng trời vợ làm ô xin thì lúc ấy lúc đó từ mới xé cái tờ giấy đúng không? Dạ, cái đó là hoa rồi. Cái đó là cũng để cho cô ấy hù cô ấy thôi, để cô ấy biết quý trọng. Mà ví dụ hôm đó cái cơn cổ lên rồi cổ đem cổ gửi thiệt rồi em có đồng ý ly dị không? Không chị. Không. Hù thương vợ mà đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ còn cái tình trạng mà những người cũ họ còn níu kéo, còn nhắn tin nữa. Giảm bớt rồi ạ. Giảm thôi chứ chưa hết. Tức là lâu lắm, chị hỏi giống kiểu hỏi thăm là còn hay không thôi. Chứ không có cái ý. Còn hay không là còn gì, còn sống hay không ạ? Dạ. Mà bạn gái của chồng luôn. Dạ. Không, cũ của em thì hình như là gần như là lâu lắm rồi không có nhắn. Chị hỏi thiệt này, bây giờ mà anh ấy nhắn tin và chồng em không muốn điều đó, thì em có đủ can đảm em nói là anh đừng nhắn tin cho em nữa, tại vì chồng em không muốn như vậy. Em có dám làm điều đó vì chồng không? Dạ có. Đó, okay. Thấy chưa? Chồng nghe không? Có. Ngược lại. Em có tin vợ em sẽ làm điều đó vì em không? Dạ tin. Tin phải không? Đến bây giờ là phải tin điều đó rồi. Tại vì công khai hết. Anh ấy nếu có coi anh ấy cũng sẽ nghe được cái câu trả lời này rồi. Còn ngược lại, em thì sao? Em cũng có từng nhắn cho bạn ấy là giống như là anh cũng có gia đình rồi thì em cũng có gia đình rồi, thì giống như là vợ anh cũng không thích nhắn như vậy. Em đã nói nhắn rồi đúng không? Cũng đã nhắn rồi. Rồi. Cái vấn đề của tụi em bây giờ nó lại không phải là vấn đề của hai người này nữa, mà lại hai cái xúc tác từ bên ngoài. Người này vẫn chưa tin tưởng hẳn người kia cũng chưa tin tưởng hẳn người nọ. Thôi bây giờ chị nghĩ vậy, nhân cái dịp này thì tụi em hứa với nhau dứt khoát, có nghĩa là bây giờ khi mình đã lấy chồng, mình đã có vợ, mình chỉ biết vợ mình và chồng mình thôi. Những cái gì cũ để cho nó qua đi, chứ còn bây giờ níu kéo những cái chuyện đó để làm gì, thành ra hạnh phúc gia đình mình nó bị ảnh hưởng. Thôi thì bây giờ hai bạn cùng hứa với nhau đi, đứng lên mình lấy làm chứng. Bây giờ mình lấy từ cái móc này nè. Stop lại. Đúng mọi rồi. Người làm chứng không nào? Đúng rồi. Thông qua chương trình Vợ Chồng Son thì em cũng xin hứa với chồng là em sẽ không nhắn tin với người yêu cũ nữa. Thì anh cũng vậy. Anh cứ cười anh hoài cũng vậy. Anh cũng vậy. Sao nữa? Gia đình luôn là số 1 đó em. Giống như chỉ còn hai đứa thôi, hai đứa sẽ sống hạnh phúc, không có lo gì chuyện của những người cũ nữa hết. Mình gặp nhau cũng là cái duyên rồi, đã là vợ chồng rồi thì rất là quý, nên em mong là chúng ta hãy cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này. Quá hay. Em ngồi đây. Đây. 1, 2, 3 lên. Ẻn. Ẻn. Khoan. Cẩn thận nè. Được không? Ẻn. Rồi. Bữa nào đi đua nghe. Rồi, em có cần khóa lại cái xe khóa không? Chứ, khóa rồi. Chứ. Ok, mời hai em. Hey, trước tiên là thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai vợ chồng em đã đến với chương trình trong trường quay ngày hôm nay. Rất trân trọng. Và bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân ạ. Dạ, xin chào chương trình. Em là Doanh Quốc Lực, em sinh năm 82, em ở Bắc Cạn ạ. Em bán bông bên Hồ Thị Kỷ. Ủa gì hả? Em bán gì? Bán hoa tươi chị. À, bên Hồ Thị... Hồ Thị Kỷ, chợ là... hoa Hồ Thị Kỷ chị. Là ở Sài Gòn? Đúng rồi, ở quận 10 chị. Phường 1, quận 10. À, vậy hả? Ủa, em có hay thấy anh không? Dạ có. Dạ. Thiệt không? Có thấy anh trong đại hội kỹ không? Tại vì anh đi hoài à. Đi à. Anh là thường xuyên đi vô chợ Hồ Thị Kỷ mua hoa và cắm. Đó. Anh mai mốt biết anh qua bên shop của em anh mua. Ừ đúng rồi đó. Em bên shop Lê Cho 40 Hồ Thị Kỷ. Shop gì? Shop Lê Cho. Lê Cho. 40 Hồ Thị Kỷ. Ok. Ừ. Rồi. Mọi người nhớ nha, số 40 Hồ Thị Kỷ shop Lê Cho. Đài truyền hình có thể cắt nhưng mà trên YouTube các bạn nên để nhé. Rồi. Mời em. Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào đài truyền hình và chào quý khán giả. Em là Lê Thị Bích Cho, em sinh năm 1987, quê em ở Bình Định. Hiện em là ở cũng số 40 Hồ Thị Kỷ. Là hai vợ chồng bán bông hết đúng không? Dạ. Ủa nó nghe nè, như vậy là cái shop hoa là mang tên vợ?
Dạ. Đúng rồi. Lê Cho. Dạ, bỏ chữ Thị Bích đi. Lê Thị Bích Cho đúng không? À, Lê Thị Bích Cho. Dạ. Ủa, Cho chứ mà Cho đúng không? Dạ, Cho dạ. Cho đi. Lê Cho. Cho nhận này. Lê Cho. Pau Lauer. Lê Cho. Rồi, bây giờ anh rất muốn biết cái mối tình của hai bạn như thế nào. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu nè? À, có ấn tượng gì về nhau không nè? Bọn em thì học chung một trường khuyết tật, học chung trong trường khuyết tật. Nên gặp nhau trong đấy. À vậy hả? Dạ. Là cách đây bao lâu rồi cưng? Bọn em quen nhau từ năm 12, năm 2012. 2012. Wow. 9 năm mới được. Cũng được. 8 9 năm mới được. 8 năm. Dạ. Là bước qua năm thứ 9 rồi đó ha. Ủa nhưng mà lúc đó là các em ở đâu ạ? Em ở Bắc Cạn, em vô học ở Sài Gòn ở trong trường khuyết tật Hóc Môn. Bạn đó còn bạn đây là Bình Định đúng không? Bạn Bình Định. Bạn từ Bình Định mà vô Sài Gòn từ nhỏ rồi nên cũng sau đó bị khuyết tật cũng vô trường đại học, thế là bạn em quen nhau trong đó. Anh rất muốn biết là gia đình của em là đã vào trong đây hết chưa cho? Dạ chưa, chỉ có mấy anh em của em thì đi làm trong này thôi, còn ba mẹ em còn có ở quê. Em cũng vậy luôn hả? Em thì chỉ có một mình thôi. Em chỉ có một mình thôi. Nhà em thì ở quê hết. Mà chị rất muốn biết là khi tụi em gặp nhau trong trường á, thì là tụi coi tụi em gặp nhau, tụi em có ấn tượng gì với nhau liền không? Lần đầu tiên gặp bạn Cho này, thì em thấy bạn sao nè? Lần đầu tiên thì gặp lần đầu tiên em ấn tượng là nụ cười. Cười xinh mà. Cười rất nhiều răng. Cười xinh lắm nhưng mà có nhiều răng. Phải nói là răng rất đặc biệt. Rồi còn em thì sao Cho? Thì sao? Em thì không có ấn tượng gì. Chỉ là... không hề ấn tượng với bạn này luôn anh. Đẹp trai thế mà không ấn tượng này. Thấy rất đẹp trai giống gặp nhà văn á. Đó, đúng vậy. Tại trong đó nhiều trai đẹp lắm. Em mình là, chỉ là một trong số đó thôi. Nhớ ông xã em là mỗi ngày đi bạn ở trên Vĩ Nam á. Vĩ Nam đi ngày nữa đi. Thì mỗi ngày tụi em đi ăn cơm á. Thì đi ngang qua Vĩ Nam. Thì cứ đi lên là đi về là thấy bạn này ăn nhanh lắm ở về trước. Thì là bạn cứ ngồi ở trên cái hành lang á. Nhìn trời nhìn đất. Là em cứ đi hoài làm nhiều không để nhưng mà sao bạn này cứ ngồi nhìn trời nhìn đất hoài vậy ta? Thế là lại có ấn tượng. Rồi ngày nào cũng đi qua ghẹo kéo xe một cái đi về, đi lên lại kéo xe một cái đi lên. Vậy hả? Chắc là để ý nè. Không. Tại người ta nhìn trời nhìn đất, bây giờ không nhìn mình nó ghét đúng không? Dạ không, thì hồi đó nghĩ là bạn này nhìn trời nhìn đất chắc là buồn nhớ nhà, trêu một tí cho bạn này đỡ thấy vui. Rồi xong rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là trò chuyện với nhau? Rồi là chính thức là làm quen với nhau. Bạn sau em... cái mấy lần mà bạn này bạn cứ kéo xe kéo rồi của em á. Thì đã, bao lâu sau? Mấy lần sau mấy lần kéo xe đấy thì bọn em cũng quen nhau rồi. Nhưng mà là không có nói là chuyện. Có cảm thiện với nhau rồi. Nhưng mà không có nói nói chuyện. Sau đó bọn em ký túc xá Nam hay chơi cờ tướng ở bên hành lang á. Thì bạn này cũng mê cờ tướng. Thế là mỗi lần đi qua đấy là không về giành nướng ngay mà là ngồi chơi cờ tướng. À vậy đó hả? Là đi ăn xong là không về nhà chơi cờ tướng luôn. Họ chơi cờ tướng tối mới về. Mà em chơi giỏi không? Chơi thì cũng không giỏi, chơi đến thua không à. Nhưng mà cái là thích đánh. Có bao giờ thắng được bạn này không? Không, hôm nào mà bạn ấy mê mà bạn nhìn em là bạn ấy bị thua. Anh giống ai ta thả đó. Nhưng mình nhớ là có một lần á, cũng có một cặp vợ chồng các bạn cũng quen nhau trong trường khuyết tật. Đúng em rồi, đúng rồi. Rồi cũng là do cái bàn cờ tướng đó mà đó. Hai người quen nhau đó. Tại vì cũng chơi cờ tướng và bạn kia cũng rất là thích. Thế là hai người quen nhau đó. Nhưng mà không biết bên kia là anh chồng có thả giống như bên đây không? Ủa em, nhưng mà lúc đó các em học ở trong đó, nhưng mà mình có được trường dạy cho, dạy nghề rồi có kinh doanh gì thêm không? Là có, bạn em trong đấy có nhiều nghề lắm. Như kiểu như em không thì em có học học sửa điện thoại này, học kim hoàn này, rồi học kinh doanh cơ bản. Rồi học cái gì nữa ta? Mà... học nhiều quá không quên. Học nhiều nghề đúng không? Tính văn phòng. Còn Cho thì học cái gì cơ? Học về tính văn phòng nữa. Còn... ở đó em ở đó thì em học may. Như là chị em đi học may. Học may rồi học theo. Chẳng nhưng mà giờ đi bắn bông hết. Em định nói, em định nói, ủa hai bạn có học cắm bông không mà sao giờ đi bán bông ngồi này kỹ. Đi cắm bông rồi chăm bông nuôi bông lúc ra trường thì em có thể có đi làm kim hoàn một thời gian. Nhưng mà sau đó nói chung là mê cô bán bông nên đi bán bông luôn. Mê cô bán bông là mê cô này hả? À lúc Cho là Cho đi ra trường là Cho đã chọn cái ngành bán bông rồi gì? Dạ không, nhà của em bán hoa. Em của em bán hoa ở đâu thì kỹ. Nó không đồng ý luôn á em. Không, em không bán bông mà em bán hoa. Ban đầu giới thiệu dạ em bán bông mà giờ đi bán hoa. Ý là không đồng ý cả chuyện đi bán thôi mà là đứng bán thôi. Quen á, tại vì thường hỏi khách là anh mua hoa gì thôi chứ đâu hỏi anh mua bông gì. Kiểu quen nói vậy. Ông chị giỡn á. Tức là em của em là nó có cái nghề bán bông đúng không? Dạ, mở shop ở trong Hồ Thị Kỷ. Thế là em về đã phụ bán. Rồi ở bây giờ ở luôn phụ bán xong rồi sau thì
thì bạn này làm bên Kim Hoàng, em vừa bán nó cũng được 2-3 năm á, rồi không thích làm nữa, về. Thì rồi bạn này cũng về, rồi hai người mướn nhà trọ ở, rồi làm nhiều nghề lắm, bán vé số có, rồi mua hoa hồng cột thành chục, đi dạo chợ bán. Được một thời gian thì thấy nó cũng không ổn định lắm, là đi học nghề ba cắm hoa, sáng học nghề cắm hoa, vậy rồi ra mở tiệm bán hoa. Bây giờ là các em là anh xin hỏi chút xíu về về cái công việc của em hiện tại và cái chỗ ở luôn, là hiện tại là tụi em kinh doanh ở tại shop hoa và tối ở đó luôn hay là về nhà trọ? Trước đó thì tụi em ở shop hoa bên quận 8, phải ở một nơi rồi làm một nơi. Sau đó bên này em thuê được ở bên Hồ Thị Kỷ thì ở trên rồi dưới là bán. Ở tại chỗ thì nó cũng tiện cho tụi em hơn. Quá tiện. Vậy hả? Trời ơi, mà bán bông bán đắt không cưng? Dạ cũng, tụi em mới về đây được gần năm mà, nên là lượng khách cũng không nhiều lắm, nhưng mà chị tưởng tượng đi, những cái ngày lễ đó, lễ tình nhân 8 tháng 3, 20 tháng 10 đồ, nói chung là những cái lễ tiệc nào đó là Hồ Thị Kỷ hầu như là cứ ngắt luôn. Kẹt xe. Kẹt xe luôn. Bán bông chủ yếu là bán vào những ngày lễ là được. Đó. Lễ với Tết. Còn ngày bình thường thì cũng không được mấy. Đặc biệt là nhưng năm nay là không được nhiều. Nhưng mà cũng phải mình cũng phải gọi là sao ta? Nghiên cứu về những cái cách cắm bông lạ hoặc là phối bông này kia nọ thì là cái khách quen á, mình sẽ giữ được cái khách quen rất là nhiều. Dạ. Có, bọn em có để ý tới kiểu cắm mới này, rồi để ý tới sở thích của từng khách một này. Là khách nào thích cắm kiểu gì thì đấy bọn em phải lưu ý. Rồi lấy số điện thoại của người này nha. Khách hàng thân thiết đó nha. Thủy Mộc là bạn tôi đó. Đúng rồi. Lấy số của anh Biên. Khoái cắm bông lắm, tôi cũng khoái cắm bông. Rồi bây giờ quay trở lại với cái tình cảm của hai bạn. Đó, điều gì mà khiến cho hai bạn coi như là đồng cảm với nhau và thương nhau? Tụi em là người khuyết tật thì thường có những nỗi buồn và những cái tâm trạng á, khó nói với người khác và cũng khó người khác hiểu được. Nhưng mà cùng cảnh ngộ thì dễ hiểu lắm. Nên là hiểu nhau được, thông cảm cho nhau được. Nhưng mà chị xin lỗi là cái tai nạn là do đâu? Hay là mình bẩm sinh hay như thế nào? Không, em thì năm 15 tuổi em đi chọc cây á. Em leo cây em bị té. Năm 15 tuổi hả? Dạ. Em đi chặt củi á. Thế là leo cây rồi trượt chân té rồi bị chùn cột sống. Em bị liệt hai chân. Chùn cột sống hay? Dạ. Chùn á, té chắc té. Ngồi xuống là nghĩ là cái nó xẹp mấy cái đĩa đệm á. Còn cho thì sao? Em thì năm em 22 tuổi á, 2007 á, bị bệnh viêm tủy cổ. Viêm tủy cổ ha. Thì từ đó bị liệt toàn thân, hai chân hai tay. Rồi em tập lấy trị liệu nhiều lắm, tập cũng hết 8 năm mới đi lại được. Dạ. Chứ hồi đó là liệt là nằm một chỗ luôn hay sao? Dạ, em nằm một chỗ, nằm cũng được tháng 2 tháng. Rồi tập. Rồi hồi đó bác sĩ nói là em có thể nằm một chỗ suốt đời. Nhưng mà cũng là em quá kiên trì, em gọi em, quá hay. Số 1 đây em. Phải nó kiên trì nè, phải nó tập luyện đúng không chị? Em tập từ lần đến những bệnh em đã tập rồi. Em thật sự lúc mà em đứng ở trong đó. Dạ. Anh không nghĩ em là người khuyết tật. Chị cũng vậy đó. Đúng vậy. Chị cũng vậy đó. Tới khi em bước ra đó thì anh mới bất ngờ. Đa phần người bình thường mới nhìn em thì không biết em là người khuyết tật. Đúng rồi. Chỉ lúc em đi thì để ý một xíu thì biết, còn nếu mà bình thường em mặc đồ ngoài em đi bình thường thì không ai biết. Mà cái tay em thì nếu mà nhìn để ý thì biết. Vậy là cái lúc mà hai đứa yêu nhau á, thì hai đứa mà còn bạn bè với nhau thì đứa nào sẽ là đứa tỏ tình trước? Bên này đúng không? Không, không đúng. Em là người tỏ tình trước. Ồ vậy hả? Dạ. Bắt đầu từ lúc nào mà em suy nghĩ là em phải tỏ tình? Em đoán ngay chắc là thua nhiều quá đó chị. Thua đánh cờ tướng á. Đánh cờ tướng thua quá bắt đầu phải tỏ tình đó đúng không? Em với ông xã em thì hồi đó nói chuyện với nhau cũng vậy được. Trong trường thì lại không nói chuyện, chỉ đánh cờ thôi. Không có nói chuyện như thế này. Nhưng mà tình cờ một hôm em về thì lúc có lấy số điện thoại nhưng mà không cũng gọi, tới chừng về mới gọi điện rồi nói chuyện chơi với nhau á. Thực ra lúc còn học chung thì bọn em không có nói chuyện nhiều, chỉ hay đánh cờ chung thôi. Còn khi về rồi bắt đầu lúc đấy mới gọi điện đi gọi điện lại mới nói chuyện nhiều. Lý do gì mà em thích ảnh và em tỏ tình ảnh? Nói chuyện với nhau cũng phải được, ngày nào nói chuyện với nhau á cũng phải được 6 tháng. Xong rồi ở đó em làm học may, đi học may thì có một bạn thân của em học ở đó. Xong rồi cái ngày sinh nhật của anh, cái chúc mừng sinh nhật anh. Xong cái bạn kia nói là em mà thích bạn này rồi. Cái em nói là em không có thích, chỉ là bạn thôi. Nếu mà em thích thì em sẽ tỏ tình liền à. Xong bạn ấy nói đối là em sẽ không bao giờ tỏ tình. Cái nói vậy giờ muốn gì đi, tỏ tình cho thêm. Cái là tỏ tình. Nhắn tin tỏ tình, cái bạn này nhận xong im ru luôn. Mà là tỏ tình là do cá độ rồi chị. Em có biết không biết yêu. Là do cá độ không? Hay là bây giờ mới biết? Dạ em không biết, sau đó thì biết. Rồi sao em trả lời sao? Em đồng ý hay là sao? Em cũng không đồng ý, cũng không phản đối. Ủa là sao chưa hiểu?
Tức là có nghĩa là em không tiếp nhận liền. Em muốn duy trì tình bạn chứ không muốn tiến tới tình yêu. Là em coi bạn này là một bạn như kiểu là bạn tri kỷ á. Thì hay nói chuyện thôi. Lý do là tại vì em không có nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương. Nên em chỉ muốn nói chuyện là có một người nói chuyện với nhau dễ hiểu nhau và tri kỷ thôi. Cứ là nói chuyện được với nhau á. Em thì cũng không có nói nhiều lắm nên em ít bạn. Nhưng mà em trả lời như thế nào? Im đó. Em chắc là 2-3 hôm sau em mới trả lời. 2-3 hôm sau rồi. Bạn này không có trả lời. Im luôn. Xong là bạn kia thua thì bạn kia tức quá. Sao mà tự nhiên mất bị thua cái độ mà bạn này không có một có một lý do cho bạn ấy. Im luôn luôn. Xong rồi cái thế là em là nghĩ thực sự là lúc đấy em không biết trả lời thế nào. Bí. Xong rồi cái em cũng suy nghĩ sao mình không thử hỏi các bạn có thích mình không ta. Tại vì nói chuyện với nhau cũng khá nhiều. Ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Thì như đó cũng tò mò, cũng muốn biết thử các bạn này có thích mình hay không. Rồi quyết định gọi điện hay là gặp mặt thẳng hỏi luôn. Gọi điện hỏi xong cái hỏi bạn này có thích không. Thì bạn ấy cũng có thích nhưng mà chỉ muốn làm bạn thôi. Lúc đó cái cảm giác em như thế nào khi em nhận thấy? Thật sự ra thì em lúc đó thì cũng không có thích bạn này. Cũng chỉ là giống như bạn này, cũng chỉ muốn làm tri kỷ thôi. Không có muốn yêu đương, cũng như lập gia đình. Y như suy nghĩ vậy. Chẳng qua bị khiêu khích thì tỏ tình vậy thôi. Xong rồi thì cũng phụ nữ mà cũng tò mò đó, các bạn mình có thích mình hay không hay là ghét mình hay không. Đó thì hỏi vậy thôi, cũng chỉ hỏi cho biết tò mò thôi chứ cũng không có ý định là yêu bạn này. Đó, hỏi xong rồi cũng thấy bình thường, trả lời thôi. Rồi bạn này không có trả lời? Có. Bạn trả lời là ông xã có trả lời là thì cũng chỉ là muốn là bạn bè thôi, nghĩa là có quý mến nhưng mà không có muốn là yêu đương. Ừ, đó thì sau cái đó rồi làm sao nữa để mà hai đứa đi đến cái chuyện yêu đương? Sau rồi. Đó cái phải 2 ngày sau á, cái bạn này tắt điện thoại. Thường là ngày nào cũng gọi điện. Thời gian lâu rồi, này đi xuống thăm em mấy lần. Nói chung là em cũng cảm nhận được tình cảm nhiều. Xuống đây thăm mấy lần, tức là em vẫn ở trường, bạn này ở nhà. Em đã ra ngoài. Bạn nó thì ở bên quận 7 cơ. Học may đúng không? Quận 7 một lần đi bắt đi xe buýt để xuống đến Hóc Môn phải 2 tiếng mấy mới tới. Mà hầu như là tháng nào cũng đi khoảng 1-2 lần. Xuống thăm em. Nên em cũng cảm động cái đấy. Cảm động không? Rồi cái ngày đầu tiên mà hai đứa gọi là chính thức là yêu nhau là gặp nhau ở đâu? Đi chơi ở trong trường đó là có đi chơi riêng ở đâu không? Ông xã thì thường một tuần đó thì một tuần được ra ngoài một lần vào ngày Chủ nhật. Thì như vậy muốn gặp thì gặp vào ngày Chủ nhật đó. Để bạn xin ra ngoài. Thì uống cà phê về thôi. Tụi em thì hẹn hò chỉ có vào quán nước uống cà phê rồi tâm sự rồi về đó. Tức là cái chuyện đó là nó là thường xuyên. Nhưng mà ý mà anh rất muốn biết là hai bạn lấy cái cột mốc nào gọi là chính thức gọi là yêu nhau. Lần đầu tiên chính thức hẹn hò với tư cách là người yêu. Người yêu á. Là cũng hẹn hò ở quán cà phê rồi. Nhưng mà ra đây không có quán cà phê, quán trà không đô. Rồi ai là người mở lời chứ? Là lúc đó có mở lời đồng ý qua điện thoại rồi. Đồng ý rồi. Nhưng mà thời gian mà tụi em phải đi lên đi xuống lúc đó là bạn này vẫn ở trong trường, em là ra ngoài rồi. Thì là thời gian bao nhiêu lâu như vậy là tụi em ấy yêu nhau như vậy đó là trong bao nhiêu lâu? Rồi sau đó là em có về Bắc Cạn lại không hay như thế nào? Có, em học ở trong trường được 2 năm, gần 2 năm. Thì ở trong trường là đợi xin việc, có các công ty vào ấy mà em đi xe lăn. Nên học hết ngày này đến ngày khác mà các công ty vào không có tuyển em. Không tuyển. Dạ, thế là em xin về. Về Bắc Cạn đó phải không? Dạ, xin về Bắc Cạn. Rồi lúc đó là hai đứa yêu xa luôn. Thế là em về được một thời gian, chắc được có 1 năm á. Thì nói chung là bọn em cũng xác định là không quen nữa, nhưng mà cũng không phải là chia tay. Cứ nói chuyện như bình thường vậy thôi. Tại vì từ đầu là tụi em yêu nhau cũng chỉ nói là muốn làm giống như tri kỷ vậy thôi. Làm bạn tâm sự là chủ yếu. Bạn để tâm sự thôi. Chứ từ đầu yêu nhau tụi em cũng đã thuận là sẽ không về với nhau. Vì tụi em cũng không muốn làm khổ nhau. Nhưng mà khi ảnh về Bắc Cạn là em vẫn ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là em về em vẫn ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn ảnh thì về quê. Cũng chỉ quê được 2 năm đó chứ. Em về quê em có làm ở quê 2 năm đó. 2 năm rồi. Và thời gian đó là cho có ra thăm bạn này không? Có, bạn này ra một lần. Bạn ấy được khoảng 2 năm thì bạn này ra. Ồ, cho ra ngoài Bắc Cạn luôn. Bạn này ra rồi bạn ấy ở đây một thời gian. Ở trong cái khoảng thời gian mà em ở Sài Gòn đó là em làm may, em đi làm công việc làm may hay là làm không, công việc gì? Hồi đó em đi học may về, em tính là em sửa quần áo. Nhưng mà quần tay này của em yếu, em không có kìm may được. Thế là em trước đó khi, là em vẫn trước còn... khi đi học may là bạn này bán bông, sau khi đi học may về bạn này vẫn cứ bán bông. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà 2 năm yêu xa đó là em bán bông hay là em
em có làm, một công việc khác? Có, thời đó thì em của em thì nó chưa có mở tiệm hoa. Thì lâu lâu nó mới lẻ rồi, nó mở tiệm bông nó bán thôi. Như bán theo thời vụ vậy thôi. Còn bình thường thì nó đi làm thợ. Còn em làm thì, gì? Thì lúc đó em là vẫn còn đi vật lý trị liệu. Thì lúc đó là em một buổi đi tập, một buổi em đi bán vé số. Thì đi bán vậy đó, rồi đi tập. Thì sau mà bạn này về được 2 năm á, thì lúc đó là thường một ngày thường là em đi bán vào tầm một buổi thôi. Lúc đó thì Tết á, thì em mới đi tập nhiều, đi bán nhiều. Đó, vào dịp Tết thì thường là Tết thì bán số lượng nó sẽ tăng hơn. Rồi mình sẽ có tiền nhiều hơn. Và em không có đi tập một ngày nào một buổi nữa. Em dành hết thời gian đi bán. Thì thường đi bán vào dịp Tết vậy thì em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ngày thường. Ngày thường cũng chỉ đủ em ăn thôi. Thì bắt đầu em mới dành dụm tiền đó. Rồi ra riêng là em mới mua vé đi ra thăm ảnh. Ồ vậy hả? Cưng quá vậy. Đi xe lửa hay là đi máy bay hay là em đi máy bay. Đi máy bay. Lúc đó em nhiều lắm nghe. Không có nhiều tiền lắm. Một năm làm mấy ngày Tết thì chỉ kiếm được mấy triệu. Đủ để em trang trải cho một năm em đi vật lý trị liệu. Đó. Thì muốn mà đi theo thăm ảnh á thì cái số tiền mẹ để dành em tiêu cho một năm đó thì để dành đi mua vé đi mất tiêu à. Thế là nói là em chỉ có chuyến đi ra thôi chứ em không có chuyến đi vào. Vậy là em phải nói là anh phải để dành tiền để cho anh chuyến vô đi em mới ra thăm anh được. Chị em chỉ đủ tiền đi ra thăm anh thôi chứ không có tiền đi vào. Vậy đó hả? Thế là nói trước vậy thì bạn này mới để dành tiền. Mỗi ngày bán tạp hóa thì nhín một chút tiền bỏ vào con heo. Khi đủ tiền mà cho em mua vé bay vào thì em mới ra được. Thì ăn Tết xong là tháng giêng này nè, lúc đó vé nó cũng rẻ, chứ bay ra thì lại rẻ. Nên là em lại mua vé bay ra ba bằng này. Và coi như là hai đứa trong 2 năm đó là chỉ có gặp nhau được một lần đó thôi. Đúng ở trong thời gian năm, mà anh rồi. Đi ra ngoài đúng kia, rồi em gặp lại đó. Rồi sau đó là ở bao nhiêu lâu thì mới vô? Hồi nãy em nói là ở lại một bạn thời gian. Bạn ấy được khoảng 1 tháng. Ở 1 tháng là vô. 1 tháng ngoài đó. Nhưng mà anh rất muốn biết, cái lúc mà hai bạn gặp lại nhau, đó sau 2 năm đó, gặp cái cảm xúc của em lúc em gặp lại bạn trời bạn em đi gì? Lúc đó em không phải là bay thẳng ra Hà Nội rồi đi về nhà. Tại vì từ Hà Nội rồi bây giờ đi phải đem thêm một chặng xe đò phải 5 tiếng đồng hồ mới về tới nhà anh. Thì em là lần đầu tiên em đi ra Hà Nội nữa, đi ra về miền Bắc á, em đâu có biết đường đi. Thế là bạn ấy kêu em phải bay ra Hải Phòng, rồi anh của bạn ấy đến Hải Phòng có em gái anh đó. Rồi chơi đó một hôm rồi mới đón em về ở dưới Bắc Cạn. Thì từ Hải Phòng mà đi xe đò về thì cũng đi hết 1 ngày. Trời ơi. Rồi lúc đi em chỉ mong sao tới nhà thật là nhanh. Để đến thì ra tới Hải Phòng ngủ một đêm nữa là cũng mong trời sáng thật là lẹ. Rồi đến đi trong mãi mà tới 1 ngày mới tới. Xong lúc đầu tiên mà gặp á, không biết nói lần nào luôn á. Tự nhiên khóc không? Cảm xúc đó, không khóc nhưng mà tự nhiên không biết nói gì luôn. Rồi đó nhìn nhau. Tức là cái cảm xúc đó nó khác cái cảm xúc mà lúc mà mình xác định là mình chỉ là tri kỷ đúng không? Có nghĩa là khi mà tụi em còn ở trong Sài Gòn á, còn học ở đây á, thì tụi em chỉ xác định là tụi em là tri kỷ thôi, không nghĩ tới chuyện yêu đương đúng không? Nhưng mà sau cái chuyến đó khi mà em gặp lại rồi thì chị nghĩ là chắc cảm xúc nó khác. Không phải là như vậy nữa. Không, tại vì tụi em là thường người khuyết tật thì nó khó khăn về mặt kinh tế nè, về mặt đi làm á. Thì nên là dù rằng em ra thăm bạn ấy thì nhưng mà tụi em vẫn có suy nghĩ rằng cũng chỉ yêu nhau thôi. Cũng không có hướng mà để về chung một nhà với nhau. Không nghĩ là lấy nhau. Không, chị hiểu rồi nhưng mà ý chị nói cái cảm xúc á, nó phải hơn cái cảm xúc mà khi mà tụi em đúng rồi. Ở Sài Gòn gặp nhau đúng không? Lúc đó tụi em ở đây cũng chỉ có lâu lâu mới gặp nhau, 1 tháng gặp nhau 1 lần thôi. Đó thì mà đều rồi đó rồi thì 2 năm tụi em mới gặp lại. Thì 2 năm với 1 tháng nó xa lắm em. Đúng rồi, khác rất là sẽ khác nhau rất nhiều. Thế gì còn em thì sao? Khi em gặp em thì cô ấy... lúc bạn ấy nói là ra thăm em thì thực sự em rất vui nhưng mà em vẫn không tin lắm. Không tin là bạn sẽ ra đúng không? Đến lúc ra nhìn thấy bạn ấy thực sự là em thấy nói chung là người nó bị đơ. Thương đúng không? Thương thương ghê lắm. Nói chung lúc đấy nó cảm giác nó khó tả lắm. À, thực sự là nó bị đơ mất mấy giây. Nhưng rồi sau đó thì chắc có nghĩa là em cảm nhận được rằng đây chính là người phụ nữ của đời mình đúng không? Sau đấy vì bạn ấy phổi bạn ấy yếu không được ở được ngoài Bắc. Ngoài Bắc nó lạnh. Nên sau đấy một bạn ấy về rồi em suy nghĩ rồi bảo em ở đây thì trong lúc đấy em cảm nhận được tình cảm của bạn ấy rất là rõ ràng. Nên em quyết định dẹp cái tiệm tạp hóa của em vô đây. Vô đây luôn. Vô Nam luôn. Dạ, sau đó mấy tháng, chắc khoảng 2-3 tháng thì em vô. Sau chiếc em trở ra, đó thăm bạn ấy thì bắt đầu bạn ấy có suy nghĩ là muốn trở vào Sài Gòn để gặp cùng em. Chứ không có phải là để ở ngoài đó và yêu xa nhau nữa. Sau hai đứa làm đám cưới? Dạ không, bạn ấy vào Sài Gòn đây. Bắt đầu bạn ấy đi làm Kim Hoàng, bạn ấy vào tới 2015, đi làm Kim Hoàng 3 năm. Lúc đấy em vào cũng không có việc, em tìm việc khắp nơi rồi. Bán vé số rồi cũng không thấy không ổn. Thế là em xin được việc vào tiệm Kim Hoàn làm. Làm cũng được hơn 1 năm mà nói chung là làm xong thì cũng không thấy có ổn. Không ổn lắm. Nói chung là làm hết làm là cũng hết tiền. Nhưng mà trong lúc đó thì em vẫn đi bán vé số. Em đi bán được
Lúc đây thì bán được một năm nữa. Thì sau bắt đầu đó thì em của em nó mà shop hoa. Rồi, đó. Thì bắt đầu lại kêu em về làm bán bông. Dạ. Làm cô gái bán bông. Rồi, vào đây bao lâu thì các em mới đám cưới? Thì bắt đầu tụi em 2017. Thì bắt đầu tụi em quyết định là về sống chung với nhau. Tại sống chung nhà trước. Em vào là năm 2016. Rồi em làm được hơn một năm thì bạn em quyết định là về sống chung. Mà chưa có cưới. Đến năm 2018 bạn em mới cưới theo hình thức cưới tập thể của thành phố này. Ở nhà quá niên đúng không? Dạ, của thành niên. Cũng vui ha em. Vui chứ bộ. Hôm nay vui lắm. Không biết bây giờ vẫn còn không ta? Vẫn còn đúng không? Ở nhà Hoa Niên á. Đúng rồi, bữa MC Hồng Hoa anh gì Hoa Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa nó có mời chị một lần á. Em cũng được mời nè mà lâu rồi. Em đã vui lắm. Rồi. Lúc đem đi em tưởng tượng chắc rất là mệt tại vì dông rồi tập thể nên chắc mệt, nhưng mà rất là vui luôn. Nhưng mà anh này hỏi về cá nhân chút xíu, tức là hai em như vậy thì cái trong cái cuộc sống hiện tại á, những cái sinh hoạt tất cả mọi thứ thì nó anh biết là nó sẽ khó khăn. Nhưng mà thí dụ như nếu như là có một người bình thường á thì sẽ có tương trợ với nhau. Thế thì hai em thì như thế nào? Cái khó là cái gì ạ? Cái khó của tụi em là ví dụ bạn này đi, bạn có phải lên xuống xe lăn hoặc là những lúc bệnh đi, nằm mà phải có người giúp đỡ gì ví dụ. Em này không làm được gì đó. Như cái hôm ông xã bị bệnh á, đưa đi bệnh viện thì bạn ấy bị đau chân tay nè, mà không có nhắc lên xe lăn khó hay này nọ. Thì phải có người đỡ, thì em này không đỡ được. Thì nó khó vậy. Hoặc là những lúc em bệnh đi bệnh viện thì cũng phải cần có người đỡ thì ông xã em cũng không có đỡ cho em được. Trời, rồi những lúc đó tụi em giải quyết làm sao? Thì phải tự ráng làm thôi. Bạn em tự khắc phục rồi. Tự làm hả? Dạ, khó chỗ nào khắc phục chỗ đấy thôi. Khó lắm á, chứ nãy chị thấy anh Thuận á, mà anh đẩy cái xe còn khó khăn nữa đó. Dạ. Thì cũng chỉ là em đúng không? Dạ. Những lúc mạnh khỏe thì không nói gì. Những lúc đau ốm kìa. Thì có mấy lần đi bệnh viện xong cái mấy cô chú hay là y tá ấy, sao không vào giúp đỡ đi? Sao mà cứ đứng đó nhìn vậy? Lại nở năng nói, đâu có năng tại vì mọi người đi ngoài á thì không có biết là em là người yếu, cứ tưởng em là người bình thường. Không biết tại vì nhìn mặc đồ bình thường thì cứ ạt khoác á, che người đâu có thấy đâu, là cứ tưởng là sao mà vợ bình thường mà chồng vậy mà không lại đỡ. Ngay cả cái việc mà hai vợ chồng cùng đi taxi thôi anh cũng đã không hình dung được cái việc làm sao để mà em lên rồi chồng lên. Thì bạn này cứ thiệt từ người mà nhắc em xe có thể tự lên được rồi. Ai là người xếp xe lên nữa? Em là xếp xe thì chắc làm được ha em, mà làm hơi cực xíu cái thôi. Em nhà em có một chiếc xe ba bánh xe máy để bạn này chạy. Thì cái xe này muốn đi là tụi em phải có cột lên trên xe. Thì ban đầu em cũng không cột được tại vì cái xe này cũng rất là nặng, phải bê lên xe rồi phải cột. Nhưng mà lần đầu thì làm không được, phải làm sao cho bằng được. Kiểu này không được vì cái khác, không bê được thì khiêng lết làm cách gì cũng phải cho được. Nhưng nó cho xe lăn lên làm bạn em phải ôm cả cái xe vào người, phải cái tay để không nhấc lên được. Ôm lên cho dùng cái chân đầy là không, mà nhiều khi đó là tập vật lý trị liệu đó. Nên là cũng vật lộn lắm rồi cũng làm được. Rồi hai đứa là cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi ta? 2018 đến nay là tụi em được 3 năm rồi đó. Được 3 năm. Vậy là mình đã có em bé gì chưa? Dạ chưa. Tụi em thì cũng không có dự định là có em bé. Tại vì đa phần sức khỏe tụi em thì cũng không tốt. Đúng rồi. Rồi kinh tế cũng không tốt. Rồi mẹ em thì mất rồi. Các em thì cũng đã lập gia đình hết. Mẹ ba mẹ anh thì cũng đã lớn tuổi rồi. Mà ở ngoài ngoài quê nữa đúng không? Ông bà ở ngoài Bắc Cạn thì cũng không ai có thể nào, giống như là tụi em thì nếu mà tụi em có em bé thì bắt buộc phải có người chăm phụ. Đúng chăm rồi. Phụ đúng nhất rồi. Là em bé phải được 2 tuổi. Nhưng mà với cái thể trạng của hai em như vậy thì bác sĩ nói là cái việc mà có con cái là chuyện bình thường đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi chỉ có em thôi. Dạ. Chứ ông xã em thì không em có thì bé phải rồi. Đi ấy, nếu mà bọn em muốn có con thì nói chung là phải đi điều trị vào chân đi vô cái khoa nam khoa gì đó. Nói luôn nè, nếu như khi nào hai vợ chồng muốn có con thì liên hệ anh ha, anh sẽ giới thiệu bác sĩ nha. Không, nhưng mà nhưng mà tại vì chị thấy khi mà tụi em có em bé là tụi em sẽ khổ lắm, cực lắm luôn. Đúng rồi. Mà đứa bé nó cũng cực đúng luôn rồi em. Thì em suy nghĩ đó là thứ nhất là em nói về cái bằng sức khỏe, là thứ nhất là không khỏe để mang bầu để sinh, thứ hai là cũng không khỏe để mà chăm được. Rồi mặt kinh tế là tụi em cũng không đủ kinh phí để mà nuôi để cho nó tốt được. Rồi về sau về già thì ngược lại thì nó sẽ rất là khổ với tụi em. Nuôi một hai người lớn tuổi mà bình thường đã thấy khổ, huống hồ gì nuôi mà một người hai người mà lớn tuổi mà khuyết tật xem thì khổ lắm, tại vì tụi em quanh năm cũng hay bị bệnh lắm. Nên là tụi em suy nghĩ là thôi trẻ thì cứ về nương nhau sống thay giờ bình thường á. Hai đứa không dự định là ở một mình thì giờ giống như về thì ở cùng với nhau, giống như là tri kỷ với nhau để chăm sóc nhau, để ăn ngủ nhau, tựa nhau đó, tựa nhau, nhau. Để cuộc sống nó vui vẻ hơn. Rồi sau này già thì nương được nhau thì nương, không nương thì tụi em vào chùa ở hoặc là vào trại dưỡng lão ở. Để không phiền đến ai, cũng không có thấy tội con mình á. Rồi trong cuộc sống á là tụi em có xung khắc không? Có xung khắc
cũng có, có hay cãi lộn nhau đó. Em vì... với bạn ấy thì là trái tính hoàn toàn vậy, nên xung khắc trong cuộc sống là thường xuyên xung khắc. Mà về vấn đề gì? Cũng có nhiều vấn đề, nói chung tụi em thì xoay quanh ba cái, tại vì tụi em làm cùng một công việc thì thường cãi nhau về công việc. Ví dụ như là một vấn đề em cho nó là sai thì bạn này cho là đúng, là đúng. Không sai. Bạn nói là một vấn đề thì có thể nhìn nhận cái này, nhìn nhận cách khác. Mắt em nhìn nhận sai nhưng mắt anh nhìn nhận không sai. Thế là đến đó thì còn em là có cái tính là sai hoặc đúng, chứ không thể nào mà nhìn nhận khác được. Phải rõ ràng thì cứ vậy là cãi nhau. Vợ em là quan niệm là người này đúng thì bắt buộc người kia phải sai. Còn em thì quan niệm khác, em quan niệm là người này đúng thì người kia không nhất thiết phải sai, cũng có thể là đúng. Nghĩa là hai cách nhìn khác nhau thôi. Đúng rồi. Quan điểm hả? Đây là gọi là quan điểm khác nhau. Mình bông bánh cắm gì nè, anh nói gì đẹp đó, nhưng mà em thấy không đẹp. Ví dụ gì đó, anh thì nói dù cắm bằng mặt thì là đẹp, còn em thấy không được. Phải cắm cao, cắm thấp mới đẹp, cắm chỗ này mới đẹp. Nên là bắt đầu là riêng cái chuyện cắm bông không, bọn em cũng gây suốt ngày. Thôi bây giờ hai đứa cứ cắm đi, mỗi đứa mình qua đi và tặng cắm đi, anh sẽ chính xác cho nha. Rồi, thôi bây giờ bắt đầu tới cái phần này hấp dẫn đây. Ở với nhau một khoảng thời gian như vậy, vậy thì cái tật xấu nó có lòi ra nhiều không hai em? Không có. Tại dạ, vì trước tiên là em đó. Đầu tiên là gây lộn đã rồi đó. Gây lộn rồi đó. Đầu tiên là gây lộn rồi. Đúng là bất đồng quan điểm. Đó, dạ. Bây giờ anh mà anh ấy có tính xấu không nè? Có tật xấu không nè? Thật ra ông xã em thì cũng không có tật xấu lắm. Tại vì ông xã em thì không có uống rượu, cũng không có hút thuốc, cũng không có chữ thề, cũng không nói to tiếng. Thì em là thường những cái mặt đó là em đã không thích. Mà ông xã em thì lại không có vấn đề đó. Chỉ có mỗi cái tật là tắm rất là lâu. Trời ơi, mỗi lần tắm là hết ít nhất là phải nửa tiếng. Mà em thì sở thích là làm gì cho thật là nhanh. Đó. Thì mỗi lần mà tắm là lâu. Chắc ổng tắm rồi ổng vô đó ổng coi cái gì vậy chứ đâu phải tắm đúng không? Không, thực ra là nửa tiếng thì cũng đâu phải là lâu. Có những anh chồng mà 45 phút một tiếng luôn. Em nói là ít nhất là nửa tiếng. Ở đây là anh với chị Vân là thường xuyên vậy. Thường xuyên nghe những cái câu chuyện mà có những anh chồng hoặc là chị vợ là vô trong toilet là một tiếng rưỡi là chiếm luôn á, kệ ở ngoài kia bị vấn đề gì kệ, ở bên đây là mình cứ ở trong toilet trước rồi tính. Nên là em là... toilet có coi điện thoại không? Được không, em thì tại vì em thích nước. Cả ngày làm nó ngương ấy khó chịu rồi thì nên tắm thì em hay thích dội nước. Em biết bơi không? Dạ em có biết bơi. Hôm tuần trước là anh dẫn một cặp là chị đó cũng ngồi xe lăn luôn. Động viên mà dẫn động viên bơi giỏi. Bơi giỏi lắm. Bây giờ mở hồ bơi luôn. Mở hồ bơi cái đại Tiền Giang á. Đó. Rồi còn tật xấu gì nè. Có mê điện thoại không? Tật xấu hả? Cũng không mê lắm nhưng mà cũng cũng hay bấm. Tối lên thì cũng hay mê chơi cờ. Có lúc thì làm cả ngày rồi. Tối vào ví dụ hai chồng có thể nói vậy này nè, bạn này cứ có khi lên cứ ngồi chơi cờ mãi. Chơi cờ trên điện thoại hả? Bạn thích chơi cờ. Mãi có chơi nóng cờ. Tính không? Có. Mẹ chồng em thì ít nói. Thường thì ít nói, cũng không có la hay là. Nhưng mà mỗi lần mình hùng nóng tính lên á, cọc quạo là cọc á, dữ lắm. Như tưởng tượng như muốn giết em được vậy đó. Mỗi lần bạn hùng dữ lên bạn nóng lên, em nói thế nào nữa? Em luôn. Có khi mà đang làm bạn nóng tính lên à, quạo lên em chả nói nữa. Em một là em đi kiếm đồ nào đó em chơi. Đi chơi, hai là em đi ngủ. Cọc tính. Rồi tính. Hay ném đồ đúng không? Phản ứng á. Có ném đồ không? Cũng có. Là trước có nhưng bây giờ không rồi. Ném mà công phải mua ném lại. Thôi tại vì bây giờ đâu rượt theo nó được. Ra là cơn lên là chọn. Đúng không ạ? Nhớ mấy lần bạn ấy đang cắm hoa. Còn ném đồ mấy lần nhưng mà sau đây phải mua lại tiết tiền có thể ném. Ngu luôn không ạ? Rồi giờ còn gì nữa không? Em nghĩ là cũng không, tại vì chồng em có vẻ cũng rất là hoàn hảo rồi. Vì ai cũng có nhiều tật xấu. Đúng rồi. Nhưng mà những cái tật xấu nó chấp nhận được. Rồi giờ tới em đó. Cô ấy có tật xấu nhiều không? Em vợ em thì nói chung là cá tính nên gọi là cái mặt đây nó cũng có hai mặt, nói về mặt cá tính thì nó tốt nhưng mà mặt khác thì nó thành ra là độc đoán. Độc đoán. Ví dụ nghĩa là gì mà theo em là độc đoán, nghĩa là cái gì bạn ấy cho là đúng thì em nếu mà em khác ý kiến là coi như là em sai đó. Ví dụ như chuyện cắm hoa không? Dạ. Cũng giống như cô nói đẹp là em phải công nhận là đẹp. Dạ. Cắm so le chứ không được cắm bằng. À không, em nói đó từ đầu em là một là một, hai là hai, đúng hoặc sai chứ không có lỡ cỡ. Nhưng mà bạn này thì cứ nói vậy đó, đúng thì người đúng người đây cũng đúng chứ không có kiểu mà người đúng người kia sai. Có cái đó nãy có nói rồi đó. Cho nên là em thường vậy, nhưng mà thường tính em á là cho bạn này nói là em sai ở đâu phải giải thích cho được. Còn em vậy, nếu em nói là em cho là đúng thì em cũng phải giải thích cho được là em đúng ở điểm nào. Nhưng bạn này không có giải thích được ra là mình đúng, thế là quay lại là nói là em cãi ngang, em hung dữ, em độc đoán đó. Đó. Thực ra đấy là cái tính kiên quyết nhưng mà tính quả quyết á. Có rất là nhiều việc cái tính nó tốt nhưng mà rất nhiều việc nó lại không tốt. Nhưng mà vợ em có nóng tính giống như em không?
Dạ, vợ em thì nóng hơn em nhiều. Nóng hơn em luôn hả? Có đập đồ không? Dạ không có đập đồ nhưng mà... Hay là lấy kéo cắt hoa. Hay là... Không bao giờ đập đồ. Mắt đụng ra, đúng không? Cắt bọc hết hoa hả mày? Có không? Có không? Cắt dặn mặt đó. Dạ không có, chỉ có la ra. La lên. Có cái cằn nhằn cử nhữ không? Cằn nhằn hầu như là phụ nữ nó không có. Em không nói chuyện Hồng Vân nha. À không, chị cũng vậy. Chị cũng là phụ nữ. Ai cũng vậy mà. Nhưng em ơi. À, đó. Rồi nhưng mà là những cái gì mà chồng làm á là có hay khen khích lệ không? Hay là chê? Dạ có. Thì nhiều cái thì làm hợp ý bạn ấy thì bạn ấy cũng khen. Nhưng mà chê nhiều hơn. Chê nhiều hơn. À. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ bọn em quen nhau cũng lâu. Quen em 6 năm rồi mới ở cùng nhau. Nhưng mà em hiểu hết tính nhau rồi. Trước đó thì em cũng muốn vợ em thay đổi nhìn nhận khác đi. Nhưng mà bây giờ thì em chấp nhận cái điều đó rồi. Em không muốn vợ cứ vậy luôn. Dạ. Coi như không muốn vợ thay đổi gì. Coi như dạ. là vợ tại cứ là vợ như bây giờ. Trên thực tế là không thể thay đổi. Trên thực tế là không thể thay đổi. Thôi coi như là chấp nhận sống chung với lũ. Sống chung với lũ đúng không? Bây giờ em không thay thì anh thay. Đúng không? Còn em có giống như chồng mình không? Thật ra thì từ đầu là tụi em đã nói là sống thật với nhau. Tụi em đến với nhau thì chỉ ngoài được cái tình cảm yêu thương nhau thôi. Và sống thật với con người mình. Em nói đó, mình nên sống thật với con người mình thì để anh chị, để đối phương thì coi là có chịu được cái tính đó của nhau hay không. Thì sau này về với nhau thì nó nguy cơ mà đổ vỡ nó sẽ rất là thấp. Đó thì thứ hai đó là em là từ lúc em với nhau là đơn giản là tụi em đến với nhau tiền cũng không có, nhà cũng không, cái gì cũng không, ngoài cái tình thương dành cho nhau và cái sự đồng cảm dành cho nhau. Đến với nhau là để yêu thương nhau, để chia sẻ những cái khó khăn cùng nhau, chứ không có gì hết. Cho nên nếu mà sau này mà không yêu thương nhau nữa, có thể chia tay, có thể ra đi không cần một lý do gì hết. Em đơn giản là thương nhau thì ở với nhau, nhưng mà không được chửi em, không được đánh em. Cứ hết thương là có thể đi, nhưng mà không được chửi, không được đánh. Hay quá. Cũng không ràng buộc bất cứ một lý do gì. Chỉ cần nói anh hết thương em rồi, anh không muốn ở cùng em nữa là có thể đi. Và em cũng được như thế. Bọn em đến với nhau thì cũng không có sự ràng buộc gì. Mà nếu mà sau này cũng xác định với nhau rồi là sau này không ở được với nhau thì ra đi cũng sẽ không có sự ràng buộc gì. Nghĩa là không muốn ở với nhau nữa thì đi thôi. Hai đứa chỉ có ra đi khỏi khỏi cái phim trường và đi về nhà thôi. Thế nào mà ra đi riêng được hết trơn nghe. Chị thấy vậy nè em, tại vì vậy nè, cái trường hợp của tụi em đó là tụi em trong cuộc sống á, mình không có được đầy đủ và có nhiều điều kiện như những người bình thường. Cho nên khi mà tụi em đã gặp được nhau rồi thì nó cũng gần như là những cái mảnh ghép mà mình ghép lại được với nhau, gỡ, ghép lại. Mang đến cho mình cái là cái sự mà yêu thương, sự chia sẻ một cách thật nhất có thể. Thành ra là thứ nhất là tụi em đã xác định là không có con cái, thứ hai là không có sự ràng buộc, đúng không? Và mình sống với nhau vui nhất có thể để mang cho đối phương những cái niềm vui. Thì theo chị nha, thì khi mà mình còn sống bên nhau á, đôi khi mình cũng nên gọi là tạo cho đối phương á, những cái điều ví dụ như mình tạo hy sinh một cái gì của mình lại. Chị nói cả hai đứa nha, chứ chị không nói một vế nào. Có đôi khi mình không thích điều đó thiệt, nhưng mà có đôi khi mình cũng phải bỏ cái tôi của mình lại một chút xíu, xong mình tạo một cái ấm áp, một cái gì đó cho đối phương của mình, để thời đó, khắc đó, cái thời khắc đó là cái người mình yêu, cái người vợ hoặc người chồng của mình á, tự nhiên được cảm thấy là giống như mình là nhất á, mình là bà tiên, mình là một cô gái đáng yêu nhất trên cái hành tinh này, hoặc là một người chồng gọi là người đàn ông mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Ý chị nói ở đây á, là vì tụi em có nhiều thời gian, tụi em dành cho nhau, không vướng bận gì con cái cả. Thành ra lúc nào có thể thì tụi em nên làm những cái việc đó để mang lại những cái cảm xúc cho người chồng, người vợ của mình khi còn có thể. Ý chị nói là như vậy, hạnh phúc dữ lắm á, chị nói thiệt. Thật ra thì đó. Tụi em á thì thời gian á, lúc mà tụi em á đến được với nhau, nó là gọi là gần như một phép màu. Em giống như bạn này nói, không có thể tin là em có thể bay từ đây ra Bắc để có thể tham anh đó. Và em cũng không bao giờ nghĩ đến ảnh có thể bỏ gia đình mà để vô đây với em được. Tại vì lúc mà ảnh về đó là gia đình đã mở ra một tiệm tạp hóa, đã có cái cuộc sống ổn định. Và anh cũng nói là anh sẽ không bao giờ vào. Và em cũng luôn biết là anh sẽ không bao giờ vô nữa. Nhưng mà tự khi đừng có anh nói là ảnh vào trở lại, thì lúc em không tin luôn á. Xong rồi lúc gặp lại, mừng ơi là mừng luôn. Cảm xúc nó khó tả lắm. Nên là bây giờ nhiều lúc vợ chồng mà ở với nhau rồi thì có nhiều cái sự cãi vã, giận hờn. Có đôi lúc mình cũng bực bội lại muốn chia tay. Nhưng mà những cái giây phút đó em là suy nghĩ lại, cũng phải là rất là khó khăn tụi em mới đến được với nhau. Và cũng có rất là khó khăn để tụi em có thể, bao nhiêu người tại sao không thương, mày thương anh. Thì mình nghĩ là thôi, thì mình nên, giống như chị nói, bỏ bớt cái tôi lại, nhìn một xíu đi, cũng không sao. Để giữ em à?
Dạ, để giữ nhau. Một cái tình cảm mà phải khó khăn lắm mới đến đúng được. Đúng rồi, cái đó là nuôi giữ đó. Nhưng mà lâu lâu phải làm cho đối phương bất ngờ nha. Mình tạo cái cảm xúc bất ngờ cho đối phương. Chị ơi, cắm hoa, mỗi một ngày em cắm hoa em biết mà. Cắm hoa là yêu đời lắm. Mà và bao giờ ví dụ cắm hoa nè, anh chồng anh cắm vậy nè, mình tức lắm, xấu lắm, nhưng mà cứ ôi trời ơi, chồng cắm đẹp quá. Nó khác liền luôn á. Vậy không? Rồi chồng sung sướng vậy đó, chồng nói trời ơi sao bữa nay là bà cái kiểu đó. Thử đi. Con mà. Nhìn lúc ơi anh cắm thì nói trời ông xã em nay cắm đẹp quá ta. Đó là khác nhất luôn á. Vậy đó. Rồi cứ thế nhé. Rồi. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Dạ. Cảm ơn chị.